Chào buổi sáng dì Dung à, thêm mới phút. Sáng sớm về làm gì đó? Ê, cùng bà ngoại con đi Đại Nhĩa Sơn dừng lễ đó à. À đúng rồi, phải 5-6 giờ mới về ha. À, dì có nấu cháo để dì múc cho. Ê, con không cần không cần, để dì cầm dậy rồi ăn luôn. Dì có biết không, dì đã quyết định không đi rồi á, bà ngoại con rất yên tâm. Ê, đương nhiên phải đi lễ rồi, trẻ con đừng con nói bậy. Con không phải là trẻ con, cũng không có nói bừa. Tôi nói trước, những người bạn đó của dì nếu không hợp thì tôi sẽ về đó. Đến lúc đó dì đừng quản tôi. Ê, bà hai, bạn tôi rất dễ gần, bà yên tâm đi ha. Nè, hả? Dì mang cái gì vậy? Mọi người nói vé đi bao gồm một bữa ăn chay. Bây giờ là đi Đại Nhĩ Sơn không phải đi Trung Quốc. Ê, bà hai, đều là đồ ăn vặt mà. Bà không hay đi tàu, tôi sợ bà say sóng đó. À, đúng rồi, dì có mang dù không? À đúng rồi ha. Nắng như vậy sợ cháy thành than đó. À đúng vậy, sao tôi lại quên chứ, để tôi vào lấy ha. Wow, khá nặng đó, bà muốn dì Dung cầm một mình sao? Hai hả? Người dùng chung mà. Bà với dì Dung là chị em nương tựa lẫn nhau, con hiểu không hả? Wow, ngưỡng mộ quá chị má, em. Má, chào buổi sáng. À, chào con. Con tưởng má chưa dậy nữa chứ. Má, má đi đâu vậy? Bà ngoại và dì Dung ra ngoại thành, đi Đại Nhĩ Sơn. À, Dung nói giới thiệu bạn của dì ấy cho má. Thì ra là vậy. Bà hai, chúng ta đi thôi. Đi 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 đi. À, đúng rồi Nhung Thiện. Hả? Thức ăn tôi nấu xong rồi, để trong tủ lạnh đó. Hầm nóng là ăn được à. Ê, chuyện đó dì không cần lo đâu. Chúng con có một quán nướng, chẳng lẽ còn sợ đói sao? Với lại, lần này chúng con có hẹn với Đa Hân đi uống trà. Chúng con sợ không có thời gian ăn món gì nấu rồi. Đi thôi, đi thôi. Được, đi thôi. Cẩn thận nha. Đi đây, đi đây. Cẩn thận, bà hai. Từ từ thôi. Em coi, nhìn họ giống như hẹn hò không? Vậy hai người có muốn thử không? Ba, hẹn má ra ngoài leo núi đi. Quán có con và Hương Hải trong đội. Ê, đúng rồi. Ê, bình thường anh và em hay đi dạo phố. Hôm nay đổi gió, đi leo núi đi ha. Ở với anh bao năm rồi, không phải đều nghe anh hết hay sao? Đây có phải là con bé ngày xưa hay đến chỗ chúng tôi mua thịt nướng không? Đúng vậy. Lớn vậy rồi à, ngày càng xinh đó. Cô quá khen thôi. Bây giờ con bé đang học ở Anh, ngày nào cũng gửi tin về báo bình an cho tôi. Ồ, không phải điều này rất tốt sao? Bọn trẻ bây giờ một khi đã bay đi, muốn chúng bay về rất khó. Muốn chúng viết thư hay gọi điện đều lười biếng. Chú bệnh cho nó có đúng không? Chuyện này bình thường. Đúng rồi, con gái của chú Đa Quang vẫn đang ở Mỹ hả? Đúng vậy. Vậy con gái của chú đang ở chỗ nào? Con gái của tôi nghỉ hè sắp đi Mỹ tìm trường. Tới lúc đó chắc phải làm phiền Đa Quang rồi. Những nét nguệt ngoạc đó, nó biết tôi nhưng tôi không biết nó. Vì vậy làm sao tôi nhớ được chứ? Chú Bỉnh, con gái chú ở Mỹ cũng 6-7 năm rồi, nhưng không muốn quay về ha? Con bé đang làm ăn ở bên Mỹ. Ông chủ bên đó cũng rất quý nó. Con bé này coi trọng sự nghiệp như vậy, sao có thể bằng lòng quay về? Nhưng nó cũng rất quan tâm gia đình, mỗi tháng đều gửi thư về, cũng hay gọi điện về để báo tin đó. Chúng tôi phải đi rồi, ở quán còn có việc. Đi trước nha. Được, bye bye. Bye bye. Anh làm gì vậy? Cứ mỗi lần nhắc tới Đa Quang thì lại im lặng như vậy. Rồi mặt mày anh cau có, người ta thấy sẽ nghĩ cái gì chứ? Vậy muốn anh phải làm sao? Cái gì cô không biết, muốn anh nói cái gì? Chẳng lẽ muốn anh nói không biết con gái mình đang ở đâu, đúng không? Thật sự không biết sao? Ít nhất cũng có số điện thoại, số fax, còn có hộp thư bưu điện nữa chứ. Hộp thư bưu điện? Nó xấu ở hộp thư bưu điện nào? Con nhỏ này cứ lén là lén lút, không chừng sống chung với người ta bên ngoài, thậm chí còn sinh con nữa. Anh đừng có nói lung tung. Nếu con gái muốn làm người xấu thì ở Hồng Kông sẽ không phải người xấu. Tất cả phải xem bản thân nó nghĩ cái gì. Nếu nó không tiến bộ thì sẽ không thi cử cực khổ dành học bổng đi du học ở nơi xa xôi như Mỹ vậy đâu. Em coi bên ngoài hiện giờ đi, đột nhiên có khí độc, đột nhiên có động đất, đột nhiên có vụ nổ, thiên tai thảm họa nhiều như vậy.
không chừng chết ở ngoài cũng không ai biết nữa. Sao lại nói ra những lời này? Mau thu lại đi. Năm ngoái Thải Giao cũng đi Mỹ tìm nó rồi. Nó có thể để người khác đi tìm nó thì chứng minh là nó quang minh chính đại. Thải Giao với nó đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu như anh đi tìm nó, hay là nó sẽ chuyển nhà liền đó. Anh cứ luôn như vậy với Đào Hoàng, chẳng trách nó muốn đi thật xa để tránh mặt anh. Nó là em cũng sợ anh nữa. Anh nhìn đi, cái cây mọc ở trước mắt nè, khi nào nở hoa, khi nào kết quả, cũng không đến lượt người trồng lo đâu, huống chi là con người. Bà xã à, hình như chúng ta rất ít có cơ hội đi dạo phố như vậy. Đúng rồi đó anh. Anh có cảm thấy người xấu có vẻ rất ưa nhìn không? Đương nhiên rồi. Những gã đàn ông đó đều mặc vest, còn những phụ nữ đó đều rất sặc sỡ, đương nhiên xinh đẹp rồi. Sặc sỡ? Trang điểm đó. Đa quan của chúng ta cũng đi làm ở chỗ người xấu đó. Ê, đa quan thì khác, con bé đẹp từ trong trứng rồi. Không phải anh khoe khoang, Thanh Hoa cũng nói như vậy đó. Đẹp quá đi, đẹp quá. Đa quan mặc nhãn hiệu này á, con bé rất biết cách ăn mặc. Anh xem quần áo thủ công này đẹp quá đi. Em mặc cũng khá hợp đó. Anh nói là 20 năm trước. Phải xem cái bóp tiền của anh á, em không nói muốn mua đâu. Anh không sao đâu. Nếu em muốn mua, anh thà mua vài miếng ngọc cổ. Tới 5.000 một cái, anh nói không sai. Hiếm khi thấy vợ thích mà. Anh biểu em mặc bộ quần áo 5.000 để giặt quần áo, nấu cơm lau nhà. Thì anh thà đưa tiền cho em, em giúp má thai điều hòa, mừng vì cái tai của em được yên tĩnh hơn. Cho nên anh mới nói, thật sự anh đã lấy được người vợ tốt. Em đợi câu nói này của anh đã đợi 20 năm rồi. Anh chưa có cơ hội nói mà, vô duyên vô cớ lại nói như vậy, sao nói được. Từ khi nào mà biết anh nói vậy chứ. Mau đi thôi. Đã hơn nó biểu Tiểu An đi chiếm chỗ rồi. Anh biết Tiểu An của chúng ta rồi đó, có đồ ăn thì nó nhất định sẽ đến. Vì vậy anh mới nói, dù sao thì Tiểu An vẫn tốt hơn, uống trà cũng có người đi chiếm chỗ cho. Dù sao thì người cha như anh nó có chuyện tốt gì cũng tính cho thằng An à. Trọng nam khinh nữ. Nè, anh đâu có, đừng có đổ quan cho anh nha. Alo, xe hàng hả, mấy giờ tới vậy? Nửa tiếng nữa hả? Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn. Sao vậy, con còn bận hả? Dạ, con giúp bạn chuyển nhà thôi. Bạn gì vậy hả? Không có người nhà ở Hồng Kông, chuyển nhà là bảo con giúp. Thì người ta chuyển đi, con vô ở mà, tốt quá trời. Nè, con nói vậy có ý gì? Ý con là nhìn ba má không có vừa mắt hả? Ba à, bây giờ sống tự lập đang rất hot đó. Không lẽ hai người chăm sóc con cả đời có đúng không? Con... Này như vậy đi, cho dù con ra ngoài ở, vẫn ở gần hai người mà. Ở nhà tốt như vậy, nấu cơm giặt giũ lau nhà, con có biết không? Má coi chị hai sống một mình ở Mỹ cũng tốt mà. Nè, con đừng nhắc tới nó có được không hả? Nó có coi cái nhà này là nhà, có coi ba là ba của nó không? Trốn nhất cái đời này đừng có quay về. Nè ba à, vậy là ba sẽ thất vọng đó. Chị nói lúc nào con tốt nghiệp á, chắc chắn sẽ về tham dự. Tháng sau con tốt nghiệp rồi, nó đâu, cả ngày cái bóng cũng không thấy nữa. Chỉ chưa bao giờ gạt con đâu. Con lấy cái đầu của mình ra cược với ba còn được nữa. Con đi trước. Nè, ăn chút gì rồi hẳn đi. Không ăn nữa, đi nha, bye bye. Ê, cái thằng này học được cách trả treo rồi đó. Bà coi đi, thiệt là. Ba, má, hai người đến lâu rồi hả? Ủa, sao con mua nhiều đồ như vậy? Gần đây có rất nhiều bữa tiệc xã giao, con không muốn mặc đi mặc lại mấy bộ đồ đó. Ủa, sao gọi ít đồ vậy? Làm phiền cô. Cho tôi một há cảo di cá, há cảo sò điệp, ngoài ra thêm ba cái há cảo súp. Dạ được rồi. Món gì mắc là con gọi món đó hả? Bà ngoại dạy rằng bụng con người giống như là két sắt, không phải món tốt nhất thì không được cho vào. Uống trà xong chúng ta cùng đi shopping. Má không đi đâu, má còn phải về nhà coi quán. Ý, con mua nhiều đồ vậy còn muốn đi shopping hả? Ba. Ba con không đi đâu, ba con chỉ đi xem ngọc cổ thôi. Vợ bé của mấy ở đó. Lại là mấy viên đá cũ hả? Ông ấy thì mua đá, con thì mua quần áo. Hai người đều ăn tiêu quan phí. Con gái thường giống ba mà. Có hàng mới không vậy? Có đó, ông cứ từ từ xem đi. Ê, bỉnh ngọc cổ. Gặp được ông coi như may mắn. Qua đây có chuyện bàn với ông nè. Nè tôi hỏi ông, cái lọ thuốc hết thời Khang Hy lần trước á, còn ở chỗ ông hay không? Còn chứ, sao vậy? Ê, trời ơi, vậy là gặp may rồi. Anh rể Bác Hà từ Ma Cao mới từ Đài Loan về. Ông ta bỏ ra 30.000 muốn mua đồ thiệt, cơ hội tốt đó. Có thật không? 30 xa xíu, trả chưa? Anh trả rồi. Cho phần cơm gà xé mang về, cảm ơn. Được.
Cảm ơn. Cảm ơn. Cơm gà xé mang về, cảm ơn. À được. Cẩn thận nè cô ơi. Cảm ơn. Dì Thiện mua thức ăn về rồi sao? Má, đúng vậy. Về rồi hả Nhuận Thiện? Ý, rớt rồi. Qua làm sườn sốt cam hả bà Lý? Đào Quang. Đào Quang. Đào Quang. Vẫn là má của con lợi hại, vừa nhìn đã nhận ra con. Còn mấy người còn lại hả? Không nhận ra. Ngay cả dì Dung cũng dì không nhận ra. Dì thật sự không nữa. Biết con thay đổi nhiều là quá. Thay đổi rất nhiều đó Đào Quang. Wow, em cao hơn chị nhiều đó nhóc con. Con nói rồi mà, chị hai chắc chắn gì tham dự lễ tốt nghiệp của con mà ha. Đương nhiên, mỗi tháng chị đều gửi tiền tiêu vặt cho em mà. Cá tính của em không thay đổi chút nào hết. Về cũng không thông báo một tiếng, khiến người ta bất ngờ luôn á. Nói đúng đó, hai má gọi sang Mỹ nhưng không ai nghe. Lo lắng chết mất, quá ra không nói tiếng nào, đã về rồi. Đúng vậy. Đúng rồi, ba con lại sắp la con rồi đó. Nó đó, chị biết là Đa Quang. Vì vậy mới nói cháu và Bỉnh xá xíu chính là không có duyên. Nó đi bên này thì cháu đi bên kia, giống như định mệnh vậy đó. Tương lai còn dài, còn cơ hội mà bà ngoại. À, Đa Quang à, cháu càng lớn càng xinh đó. 7 năm không gặp, còn xinh hơn cả Đa Hân à. Đâu có đâu. Má này thiệt tình à. Nhìn cũng thấy, em khá xinh, không ngờ ở ngoài xinh hơn nữa. Còn phải nói vừa nữa. Vừa biết ăn diện nè, vừa có năng lực, còn là người phụ nữ mạnh mẽ nữa. Sao nhìn hai anh em trông không giống nhau vậy? Đúng đó, không giống, không giống chút anh nào. Anh xấu sao, có lạc lạc đẹp trai là được rồi. Con giống má mẹ. Con nói giống má hả? Mà nói gì thì nói, chị dâu chị cũng chăm sóc da tốt thật, vừa trắng vừa mịn đó. Thật sao? Vừa trắng vừa mịn. À đúng rồi, con có mang quà về cho mọi người nè. Ý, để bà coi. Bà ngoại, à? Đây là nhân sâm rừng, ăn vào rất tốt đó. Ngoan ngoan ngoan. Mami, bộ này con chọn rất lâu mới mua đó, má xem có thích không? Đẹp quá. Còn cái này của anh hai và chị dâu. Đâu để anh xem. Dạ. Wow, cảm ơn nha. Má, chiếc đồng hồ này má đưa cho ba nha. Đa Quang à, cây nhân sâm này to như vậy, ăn nó vô, cãi nhau cũng to tiếng hơn đó. Wow, ai dám cãi nhau với bà vậy bà ngoại? Bác giàu kiêu ngạo của con đó. Cãi nhau phải có hai người mới cãi được chứ, má không nói nghe theo là được rồi. Nè, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Đa Quang, hôm nay Toàn nấu món con thích đó. Hay quá. Dì Dung à, hả? Con cũng có chút quà tặng cho dì Giang Hải đó. Trời ơi, dì cũng có. Wow, hả? Cảm ơn em. Chúng ta đều là người một nhà mà, có đúng không? Sống một mình bên Mỹ nhiều năm như vậy, nhớ nhà lắm có đúng không? Con nhớ nhất con. Chính là người má yêu quý của con. Còn một dĩa nữa, ăn thôi. Cảm ơn dì Dung. Không có gì. Sao hai chị em nói nhiều vậy? Cũng may là em có điện thoại riêng đó. Không phải việc của em. Gì chứ? Nè, đừng có quên, hôm đó đi ăn phải đưa cả chồng và con gái đến đó biết chưa, lâu lắm rồi không gặp. Cái gì? Tổ yến sắp nấu cạn rồi hả? Vậy thôi không nói nữa. Gặp rồi nói sao ha, bye bye. Wow, số Đa Hân may mắn vậy, tối nào cũng có tổ yến để ăn. Là số con bé tốt. Chị dâu à, Đa Hân nói chị giỏi làm mặt lắm. Có thích cái đẹp không? Thích chứ. Thích cái đẹp thì tìm chị ha. Đừng đi, càng làm càng xấu. Xem anh nói gì kìa. Là Lạc à, buồn ngủ rồi, ngày mai phải đi học nữa đó. Bọn con về phòng ngủ trước ha. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. À đúng rồi, dì phải lấy chăn gối cho Đa Quang dùng nữa chứ ha. Không cần phiền vậy đâu, tối nay Đa Quang ngủ với tôi là được rồi. Ê, không có phiền. Dì Dung à, con giúp gì? Dì không lấy được đâu. Được, giúp dì với. Má, má quen ngủ một mình, để Đa Quang ngủ với con tối nay là được. Một đêm thì có sao đâu. Không phải con muốn gọi điện sang Ma Cao cho Bỉnh xá xíu hả? Đúng vậy, con vừa tìm thấy số điện thoại. Alo, tôi muốn tìm Lý Tiêu Bỉnh. Tìm anh đó. Cảm ơn. Alo. Tiêu Bỉnh à. Nè, xem lại gọi sao cả bên này, có chuyện gì không? Còn có chuyện gì nữa, không phải là chuyện của các con sao? Tiểu An xảy ra chuyện hả? Không phải. Thiên Phú bị thương hả? Cũng không phải. Chẳng lẽ là Đa Hân và Thanh Hoa? Có phải anh chỉ có ba đứa con này thôi sao? Đa Quang, chẳng lẽ vừa dót với động đất? Con bé nó về rồi. Nó về tham gia lễ tốt nghiệp của Tiểu An, sau này sẽ ở Hồng Kông làm việc. Em còn con bé này về cũng không báo tiếng nào, cũng không gọi điện thoại trước. Giờ đứa con cái nhà này thành khách sạn rồi hả? Anh tức giận làm gì? Anh nói chuyện với con vài câu đi. Đa Quang, Đa Quang ở đâu? Ở trong nhà vệ sinh. Nó ở trong nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh. Em coi đi, cúp máy nó ra liền đó. Vậy anh thì sao? Chưa nên về. Anh không biết. Em để có bác Hà ngày mai mới đến. Nhanh nhất cũng phải ngày kia.
Nếu còn nói nữa anh sẽ ở thêm 2 ngày đó. Anh đang giận dỗi hả? Được rồi không nói nữa. Phí điện thoại Đức Bắc, về nhà nói sao. Ủa nhanh vậy đã cúp máy à? Bà còn nói á, bà còn sẽ về sớm thôi. Vậy hả? Má, số của bác là gì? Con muốn nói chuyện với bác. Khi gọi điện thoại phải xem đối tượng, không nói chuyện du dơ. Bà ngoại, bà có quen ngủ chung với người khác không? Trời ơi, không lẽ kêu con ngủ dưới sàn. Cái giường tầng kia gãy rồi cũng hết cát. Ê, đã hơn kết hôn rồi, con thì đi Mỹ, giữ lại không phải chiếm chỗ sao? Bà nhớ hồi các con còn nhỏ, thích nhất là bò dưới gầm giường của bà. Có một lần á, gọi các con cũng không chịu ra. Đương nhiên rồi bà, lần đó đã hơn ăn nhiều, tới nỗi miệng đầy mạch nha sao mà dám ra. Sau đó gây ra quả lớn, làm kiến chứ đầy gầm giường bà, còn bị bà đánh cho một trận. Con còn nhớ lần đó con bị bể đầu không? Đương nhiên là có. Lần đó hả, máu của con chảy lên đầu Đa Hân luôn. Mọi người chỉ quan tâm đến nó. Còn đầu con hả, đang chảy máu nhưng mà không ai biết hết. Con và Bỉnh xá xíu không giống nhau. Có mỗi một điểm này là giống nhau y hệt. Cứng đầu, bướng bỉnh. Ê, cũng may mà nó không thân thiết với con lắm. Ê, ngủ thôi. Bà ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Đi thì không chịu nói, về cũng không chịu thưa. Con được chắc ba không được à? Đậu phộng luộc nóng. Đậu phộng luộc nóng đây. Tôi cho 20 tệ đi. Qua wow, người chủ trước sau trái phải đều đổi rồi. Chỉ có chúng ta là đứng vững à. Người ta nói là trong 10 năm con người sẽ trải qua nhiều thay đổi. Huống hồ gì em đi 7 năm rồi. Nhưng mà việc quan tâm đa của chúng ta vẫn không thay đổi. Vẫn ngon như vậy. Anh cũng vẫn thật thà như vậy Hướng Hải. Qua wow, má cầm cái thùng lớn vậy làm gì? Má mua cái này cho con để đựng quần áo tạm thời. Nè, để đến khi phòng con dọn dẹp xong á, má sẽ mua thêm một cái giường nè với tủ quần áo cho con nữa. Không phải con nói còn vài cái vali quần áo sắp tới chưa? Không cần đâu má. Hôm qua con nghỉ rồi, trong nhà nhỏ như vậy con muốn dọn ra ngoài ở. Cái gì? Con muốn chuyển ra ngoài ở hả? Công ty con trợ cấp cho một phòng, không ở cũng phí đúng không má? Con dọn ra ngoài, ba con biết thì không có vui đâu. Có gì đâu mà sợ. Từ xưa đến nay vẫn là tiền trảm hậu tấu mà. Ba. Ủa ba, sao ba về sớm vậy? Không phải người dẫn chưa tới chứ? Đương nhiên rồi, về sớm để gặp con gái mà. Con cái phải quan trọng hơn mấy cục đá rồi. Vậy hả? Vậy em sai rồi. Ít nhất anh biết cục đá sẽ không tự mình chạy mất. Con gái thì không giống vậy, không nói tiếng nào đã chạy mất rồi. Vừa về còn ngồi dưới ấm ghế là nó muốn dọn ra ngoài ở. Cái nhà này có chỗ nào không tốt hả? Có mà, con rắn hả? Ở đây cảm thấy không thoải mái hả? Làm gì có đứa con nào không yêu gia đình của mình, nói đi. Ba, nếu con không thích về nhà, con đã không kêu công ty chuyển con về Hồng Kông làm việc rồi. Anh nghe thấy chưa? Tự mình đoán bậy không à. Dẫu sao cũng là bệnh nan y, không có chữa được đâu. Thật ra thì ở cùng một phòng với bà ngoại hơi chật chội một chút. Có thể đau qua sống một mình ở Mỹ lâu quá rồi, nên không quen ngủ chung với người khác thôi. Đương nhiên là không quen rồi, nếu không có nhà là nhà mà, làm sao có thể sống quen được. Vui thì đến, mà vui thì cũng đi. Anh hung dữ cái gì vậy? Con bé có nói là chuyển đi ngay đâu, chỉ là nói ra để mọi người nghĩ thôi, chưa nói được mấy câu mà. Qua má, muộn vậy rồi, con có hẹn rồi, con phải đi đây. Đi đâu nữa? Về sớm nha. Về sớm nha, đừng quên về nhà ăn cơm tối. Má hẹn bác con và Đa Hưng rồi. Dạ con biết rồi em má. Em còn nói em coi nó kìa, duyên cớ bỏ đi, nói về câu cũng không được nữa. Không phải đâu, con bé có hẹn với cô thật mà. Cái gì? Càng không được. Ở cùng với Thải Giao hả? Ở với người nào thì học người đó. Thật tức chết luôn mà, con nhỏ này. Ba tức giận vậy làm cái gì? Tôi nói sai sao? Có khách để lại một túi đậu phộng nè. Không phải khách để lại đâu, tôi mua đó, cầm ăn đi. Ủa, sao lại vậy? Mỗi lần ba đều nói ăn đậu phộng khó tiêu quá, không cho bọn con ăn. Bởi vậy tụi con cũng không thích ăn. Chỉ có Đa Hoàng mới thích ăn thôi. Đúng vậy, Đa Hoàng thích ăn, mỗi lần ăn dùng là bị ba la đó. Còn nói cái gì vậy chứ? Ba thấy người bán đáng thương mới mua 20 tệ cho ông ấy. Còn nói khó tiêu thì đem bỏ đi. Đau dạ dày còn có thuốc chữa, chứ tâm bệnh không biết chữa làm sao. Alo, chị dâu hả? Đúng vậy. À, chị tìm Đa Quang hả? Không có, em không có ở cạnh con bé. Hình như nó hẹn Tiểu An đi dạo phố rồi đó, không ở cạnh em. À, vậy được rồi, nói chuyện sao hả?
Bye bye. Mami, má nói với mũi xe dài ra. Đúng rồi, sao không nói với má con là con đi ăn với cô? Nếu cô chỉ ăn cơm với con thì không sao. Nhưng mà hôm nay con gọi cô ra để giúp con tìm phòng chuyển mà. Nếu như để ba con biết cô làm chuyện này hả, đến lúc đó chắc là đuổi cô ra khỏi nhà luôn đó. Mặc dù là ông ấy đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nè, cô cẩn thận chút đi, con gái cô đang ở đây đó. Không sao, cô nói với con bé rồi, từ nhỏ đã biết má mi của nó giống với chị Đa Quang bị ba ép phải rời khỏi nhà. Nhưng mà khác biệt là khi con quay về đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ. Còn cô hả, có thêm cái bọc đồ nè ha. Nè, cô đầu tư kinh tế đáng lẽ kiếm ra nhiều tiền chứ. Ngày ăn không đủ ba bữa thì con không nhìn thấy. Nếu không phải có cơ hội gặp được người giàu ở ngành này hả, cô sớm chuyển ngành rồi. Ê, không nói chuyện đó nữa. Con nói thật đi, có phải con chuyển ra ngoài để sống chung với bạn trai không? Nói với cô đi. Không sao đâu, cô cởi mở lắm. Đương nhiên là không phải rồi, con chỉ chuyển quần áo thôi. Cô biết đó, con làm công việc này rất nhiều quần áo, mẫu mã vali nhiều hơn người khác, sống một mình thuận tiện hơn. Nhưng con nghĩ rất khó thuyết phục ba con. Ê trời, con từng thấy có ai nói lý với con bò chưa? Nhưng mà nói thật nha, cô rất khâm phục má con. Ngủ với con bò nhiều năm như vậy vẫn có thể chịu được. Cô muốn chết hả? Dám nói anh mình như vậy. Mà nói thật thì nếu có thể con sống ở nhà đi, đừng có chuyển đi. Thì ở trong nhà đó có ba, có má, có anh chị em, hạnh phúc biết bao. Còn có người nấu cơm cho ăn nữa. Tương lai nếu kết hôn khi mà sinh con thì chuyển đi cũng chưa muộn mà. Cô à, nếu lúc đó cô không bỏ nhà chạy trốn với người ta, bà nội con cũng không bị viêm phổi chết. Bây giờ ba con cũng sẽ không giận cô. Cô biết là chị dâu rất nhớ con, nhiều năm không gặp mà. Cô ở bên má con đi ha. Cô à, cô trưởng thành hơn rất nhiều đó nha. Đương nhiên rồi, bây giờ cô làm má mi của người ta rồi ha. Cho dù cô làm việc vất vả đến đâu, khi về đến nhà, nhìn thấy con gái sẽ trở nên vui vẻ. Có đúng không? Được rồi, nhìn thấy CD á, chắc chắn sẽ mua cho em mà. Được chưa? Biết nè, rồi nói hoài. Hẹn chị mà dám đến trễ. Không nói với em nữa, bye bye. Còn đang nói chuyện điện thoại nữa con gái hả? Em trai chị giống chị như đúc, đương nhiên con gái sẽ bám lấy rồi. Chuyện này đâu thể nào tránh khỏi, đâu phải chị không biết chứ. Giống chị muốn ói rồi. Nhưng mà nghe nói em giống chị, thôi bỏ đi, đi thôi. Nè, trước đây chỗ này không phải bến xe buýt hả? Đúng vậy. Sao bây giờ trở nên đẹp vậy? Phải đó. Nhưng mà chị à, hả? Chị lớn rồi còn sợ đi lạc hả? Chị khoác tay như vậy á, người ta sẽ hiểu lầm chúng ta đang yêu nhau. Rồi nói cái gì mà tình yêu không phân biệt tuổi tác là sao? Cô chị làm mất mặt em hả? Em nhìn xem xung quanh đều là những ánh mắt ngưỡng mộ em, là vinh hạnh của em đó. Phải. Chị nói chuyện với cô sao rồi? Không nói cho em biết rồi hóng chuyện. À đúng rồi, lâu không gặp ba má, bây giờ chị thấy họ già đi rất nhiều đó. Chị nhớ chị quá đó. Thôi chị cứ tham quan tự nhiên. Được. Chà, không phải giúp em chọn cà vạt đi làm đó chứ. Nè, rốt cuộc em muốn làm gì em trai? Em học thiết kế, đương nhiên muốn làm đúng ngành rồi. Nhưng ba hy vọng em học kinh doanh giống với anh rể. Cũng không biết sao nữa, tới đâu hay tới đó thôi. Được rồi, chị tặng em cà vạt để em đi phỏng vấn ha. Làm ơn đi, cái này quê như vậy, em không cần đâu. Nè, em biết ở đâu có chuyện phát nhanh không? Nè, uống trà đi. Sao muộn vậy rồi, hả? Đa Hân đợi Thanh Hoa tan làm, còn nó thì đi dạo phố, tới bây giờ vẫn chưa đến nữa, thiệt là. Lâu rồi, Đa Quang không về Hồng Kông, đương nhiên phải ra ngoài chơi chứ. Nè, chị nói coi, chắc con bé sẽ không biết đường tới đây chứ. Không phải chứ, không ai đi cùng con bé hả? Có, Tiểu An đi cùng con bé rồi mà. Đồ ăn ở đây mắc quá, món ăn kèm thôi cũng hơn 100 tệ rồi. Nhất định chồng của Đa Hân sắp xếp tất cả, như vậy cũng tốt, chúng ta có thể ăn một bữa ngon. Nhưng mà nói thật á, thì lần nào cũng là Thanh Hoa đặt bàn, tiền cũng do em ấy trả. Con người Thanh Hoa cũng tốt thật, vừa thương vợ vừa chăm lo gia đình. Coi như Đa Hân có phước rồi. Phải rồi, em vẫn chưa hỏi chị, sao hôm nay chị vui quá vậy? Bộ lụm được vàng sao? Đương nhiên rồi, vì chị ấy gặp được Đa Quang đó. Gia gia của em ở đó một năm mà em đã nhớ tới nỗi gầy cả người rồi, huống gì là 7 năm lâu như vậy. Người mê mụ như con cũng biết buồn hả? Thôi trời, con cũng là má của người ta mà, có đúng không hả chị? Thật ra con mình ở bên rồi. Đó cũng buồn lắm. Con gái của em có lúc một ngày gọi về mười mấy cuộc luôn. Bây giờ cũng vậy. Vậy thì Đa Quang của chúng ta giỏi thiệt, đi 3 tháng trời không gọi về một lần. Cái gì mà 3 tháng? Chính xác là 6 tháng rưỡi.
biệt tâm biệt tích. Giỏi thiệt đó ha, thi được học bổng liền bay đi luôn à. Nó không gọi cho chú thì chú có thể gọi cho nó mà, sao chú lại có thể chịu đựng vậy? Tính tình của ảnh á, bướng bỉnh y như con gái ảnh vậy. Nè, nếu con gái không quan tâm đến thể diện với anh á, liệu nó có được ngày hôm nay hay không? À, xin lỗi, xin lỗi mọi người, con đến trễ. Đến rồi, đến rồi. Chắc không phải tụi con muộn nhất đâu ha, lần nào chị ba cũng là người muộn nhất. Nào, ngồi đi, ngồi đi. Ê, cậu mà. Wow, mấy năm rồi không gặp, cao hơn cũng xinh đẹp hơn ha. Con nên đi thi hoa hậu đi. Con được chỗ nào chứ, con già rồi, đề cử con gái của cậu còn được đó. Wow, dài dài. Hay, Dài Dài ở nước ngoài có một nửa giỏi giang độc lập như con á, thì mợ có thể yên tâm rồi. Hey, quên mất không hỏi con, lần này công ty cử con về làm việc hả? Dạ đúng. Wow, công ty sắp xếp vậy, cậu thấy vị trí không có thấp đâu nha. Phải đó, chị hai là người mua hàng thiết kế, chính là nhãn hiệu này. Ê, Tiểu An, cứ chị đi xem coi. Vừa nãy dạo phố á, nhìn thấy nhãn hiệu này thật sự rất là mắc. Cho nên mới nói, bà già này không thừa nhận già cũng không được. Ta vẫn còn nhớ dáng vẻ tết tóc, mặc đồng phục của con bé lúc còn nhỏ. Không ngờ bây giờ các con nhìn xem, đã tốt nghiệp đại học rồi, quay về vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ. Đa Quang là người học giỏi nhất nhà. Má nói em có duyên với sách. Em thì hay rồi, cầm học bổng là cao chạy sao bay. Hello chị hai. Hello. Nhiều năm không gặp, giống dáng của chị vẫn thon thả giống em. Chúng ta là chị em sinh đôi mà. Em là Thanh Hoa hả? Sao lại tăng cân nhiều vậy? Ăn ngon ngủ ngon. Vô là nói chuyện quá trời à. Cuộc sống của chị ở bên đó có phải rất tệ không? Em đừng có ríu rít như vậy, để ngày mai hãy nói. Bội bội à, con có biết sinh đôi là gì không? Dạ biết. Wow, được, vậy bắt đố con biết ai lớn ai nhỏ không? Đây. Chị ba à, em thấy chị nên đổi thương hiệu Tổ Yến đi. Em dám nói vậy đúng hả? Anh Lưu, náo nhiệt quá vậy. Đây là thực đơn viết sẵn của nhà hàng chúng tôi. Anh coi có hợp khẩu vị không, có cần đổi gì không? Thật ngại quá, ông chủ Trần còn đích thân tới chào hỏi tôi. Ông tự mình chọn là được rồi. Anh Lưu khách sáo quá. Vậy được rồi, để tôi giúp anh chuẩn bị. Cảm ơn nha. Cảm ơn mọi người, từ từ thưởng thức nha. Nè, chồng em có tiếng trên giang hồ lắm đúng không? Em dưỡng phu mà. Nào, đây. Trời ơi, bội con hư quá à. Lúc nãy má đưa con đến nhà vệ sinh con không đi, nhất định muốn bà ngoại đưa đi, con phiền phức quá. Bội thích bà ngoại mà. Nè, bà ngoại đưa con đi vệ sinh. Đây, bên này, ngoan. Làm gì vậy, nhìn em cười ngây ngất. Chị thật không ngờ em có dáng vẻ của người má vậy đó. Con gái em sắp 4 tuổi rồi, em là thiếu phụ lớn tuổi có chồng rồi đó. Wow, nếu vậy thì cũng không tệ nha. Toàn thân đều là hàng hiệu trang điểm xinh đẹp, khiến người khác phải ngưỡng mộ đó. Chị còn nói, chuyện em kết hôn quan trọng như vậy, vừa thông báo thi tốt nghiệp xong là bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Lúc đó mọi người đều không có tiền, vé máy bay lại mắc, nếu bị thi trượt sẽ phải học thêm nửa năm đó. Điều quan trọng nhất của người phụ nữ là có mái ấm trở về, không phải vất vả ngược xuôi. Chị nhìn đi, em không phải động tay vào việc gì, chị cực khổ như vậy làm gì chứ. Chị nói thật đi, chị có bạn trai ở bên đó chưa, có định kết hôn không? Làm gì vậy, muốn giúp chị làm mai hả? Có mối nào tốt không? Tạm thời thì chưa có, nhưng có bạn trai nào tốt em nhất định sẽ giới thiệu cho chị. Phụ nữ giỏi giang thì để làm gì chứ, cuối cùng vẫn phải kết hôn sinh con làm thiếu phụ lớn tuổi. Nhiều nhất là làm người vợ giàu, có thể thuê người giúp việc. Nhưng chị chưa từng trải qua cảm giác này nên chị không hiểu được đâu. Được rồi, đi thôi. Ê, bội bội, để má rửa tay cho. Đây, để dì rửa tay cho. Hôm nay ăn hết mấy ngàn tệ, thiệt là. Đúng vậy. Nè, cái gì vậy? Của anh đó. Của anh hả? Con gái mua cho anh đó. Xem có thích không? Thích chứ gì. Thích thì làm sao chứ. 7 năm qua đang đồng hồ thì thôi đi. Hả? 7 năm qua nó ở chỗ nào, học trường nào, cuộc sống ra sao, anh hoàn toàn. Xin anh đó, anh không quan tâm nó, không đi hỏi thăm nó, đương nhiên anh không biết rồi. Vậy quan tâm nó kiểu gì? Em coi nó đi. Vừa về chưa bao lâu á, thì nó muốn dọn ra ngoài rồi. Anh biết rồi. Chắc là nó muốn tặng đồng hồ để dỗ dành anh đi mà. Sau này á, mở miệng nói với anh muốn chuyển đi cũng dễ hơn. Ôi, em xin anh đó đừng nghĩ lòng người phức tạp như vậy. Thừa nhận con gái hiếu thảo có được không? Con bé mới nói vậy thôi mà anh đã la lối ầm ĩ rồi. Em cũng sợ anh luôn đó. Em nói anh ầm ĩ hả? Rõ ràng là em thiên vị mà. Không phải, anh cũng nói giúp cho con trai đó thôi, còn nói em thiên vị. Anh nghĩ mà coi, 7 năm nay á, Đa Quang sống như thế nào,
Đói không ai lo, bệnh không ai chăm. Không dễ gì tốt nghiệp đại học còn tìm được công việc tốt như vậy. Anh nên khen ngợi con, học cách thông cảm cho con thì mới đúng. Anh không nói không có nghĩa là anh không nghĩ tới. Luôn cư xử như một người cha, cần thể diện. Nè, đây là truyền thống Trung Quốc mà. Con người phải cần thể diện, cây cối phải cần vỏ cây. Cái đó thì em hiểu, trẻ con không hiểu. Chú chỉ biết là anh vô lý thôi, anh biết không? Nè bà xã à, anh nghĩ chúng ta nên mua bồn tắm massage để thư giãn em ha. Đợi má anh đi du lịch về rồi nói. Em cũng từng nghe má nói, hình như má muốn đổi sang căn nhà lớn. Như vậy cũng đúng. Nhưng lúc này á, giá nhà thấp, cũng nên tới lúc đổi nhà rồi. À đúng rồi, tối nay ăn hết bao nhiêu tiền? Hơn 9.000 đô. Cũng bình thường, giúp chị hay rửa bụi thôi. Nè bà xã à, chẳng phải trước đây em không thích chị của mình hả? Sao bây giờ thay đổi rồi? Em và chị ấy là chị em, sao lại so đo những chuyện đó? Trái tim phụ nữ như mò kim đáy bể. Chồng à, anh xem có phải dạo này em già đi nhiều không? Sao hôm nay bà bội lại đoán em là chị chứ? Già hơn, trưởng thành hơn có gì mà không tốt? Có phong thái của phụ nữ đó. Vậy cũng đúng. Em nghĩ sau này chị hai kết hôn sinh con chắc không chăm sóc bản thân tốt như em. Hôm nay anh nhìn thấy chị ấy có nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt không? Da chị ấy cũng rất tệ. Em nghĩ chắc ở bên Mỹ chị ấy vừa làm vừa học nên mới già dặn như vậy đó. Một người phụ nữ ngoài xã hội, chị ấy rất giỏi đó. Em sợ chị ấy giỏi quá không ai dám theo đuổi. Nè, chồng à, anh quen biết nhiều người, hay là anh giới thiệu cho chị đi. Từ trước tới giờ anh chưa từng làm mấy chuyện đó. Với lại nếu anh giới thiệu chưa chắc chị ấy đã thích. À, anh nói có bạn là kiến trúc sư David Chung ấy, anh ấy cũng được đó. David? Không được không được. Anh ta đó hả, ồn chết được. Chỉ biết suốt ngày đi làm, không có sở thích đặc biệt nào hết. Lại còn có ngoại hình như vậy nữa. Chị em và em đều là đại mỹ nhân. Thôi không được không được. Chứ thử sao anh biết không được. Cũng có thể chị em thích như vậy thì sao? Bản thân chị ấy chỉ biết làm việc từ sáng đến tối. Khi tìm chồng, đương nhiên phải tìm người thành thật giàu có. Anh nghĩ chị ấy sẽ may mắn giống em có được người chồng tốt như vậy không? Bà xã à, anh sắp không thấy đường nữa rồi. Chiếc mũ cao này làm cho anh choáng váng. Không tin anh nhìn đi. Bà ngoại em nói, người phụ nữ có bàn tay đẹp sẽ có vận mệnh tốt. Tay của chị em thô lắm, em sợ sẽ khổ. Sao vẫn chưa ngủ vậy con? Vẫn đang ủi quần áo à? Má, đúng vậy đó. Mai là ngày đầu con đi làm, mặc gọn gàng chút. Một cái quần sao lại có nhiều nếp gấp như vậy chứ? Dạ, con làm về thời trang mà không biết ủi đồ hả? Công việc của con không cần con ủi đồ. Nè nè, ủi cho. Ủi xấu như vậy mê mặt là bị người ta cười đó. Cảm ơn má. Rốt cuộc mấy năm nay con sống thế nào? Ai giúp con giặt đồ rồi cả ủi đồ nữa? Sau khi mặc xong con đem qua tiệm giặt quần áo đó. Vậy giờ ăn uống ai nấu vậy? Có mình con ăn gì cũng được. Có lúc ăn lạp xưởng má gửi cho, có lúc thì ăn bánh mì, có lúc ăn mì. Nhưng mà đều không ngon bằng má và dì Dung nấu. Nhiều năm như vậy rồi sao con không nói với má những chuyện này? Con lớn rồi mà má. Con hiếu thắng thì có. Má hiểu con mà. Nhất định con phải lấy được bằng tốt nghiệp thì mới về. Tính cách của con không giống Đa Hơn chút nào hết á. Đa Hơn thì lười biếng quen rồi, có chỗ dựa thì sẽ dựa. Còn con thì có người muốn giúp cũng không cho giúp. Má, chẳng phải bây giờ con đang cho má cơ hội giúp con ủi đồ sao? Nè, con có từng nghĩ sẽ giống như Đa Hơn, sớm kết hôn là một người vợ chưa? Đa Hơn nói muốn giới thiệu bạn trai cho con kìa. Con bé đùa kiểu gì vậy? Con không muốn lấy chồng sớm vậy đâu. Con muốn ở bên má nhiều hơn. Lại nịnh má. Không phải muốn dọn ra ngoài ở hay sao? Sao vậy má? Má không nở hả bà Lý? Má không nở đó. Đi nhiều năm như vậy, nhớ muốn chết hả? À, con nói thật má biết đi. Rốt cuộc con có người yêu chưa? Không có thật mà má. Má nhìn con như vậy giống hệt ba. Từ chối hàng ngàn người rồi. Ba. Anh đói rồi. Anh muốn nấu chút mì ăn. Nhưng thì em có ăn không? Ở Đa Quang còn con. Dạ có. Chết rồi má. Vừa nãy ba có nghe thấy những lời con nói không hả? Xong rồi làm sao đây?
Chào cô, tôi là Charlie. Phiền cô, tôi muốn tìm ông Dương. Ồ, quá ra là cô Lý. Cô là người mua mới hả? Phải tôi đó. Giúp cô thông báo với ông Dương. À, được, cảm ơn. Mời vào. Ok. Được rồi, như vậy đi ha. Anh Lu, thư của anh đi. Không thành vấn đề. Được rồi, bye bye. Nhìn đẹp đó. Có thể bắt đầu được rồi. Cảm ơn. Trước khi cuộc họp được diễn ra, tôi muốn giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới. Cô ấy là cô Lý, Josie. Josie được tổng công ty ở New York cử tới làm người mua của chúng ta. Công việc của cô ấy là phụ trách phát triển ngành thời trang của Đông Nam Á. Chào mừng cô tham gia, Josie. Cảm ơn. Cảm ơn các chị. Hoan nghênh cô trở về Hồng Kông phát triển. Cảm ơn anh. Được rồi, tiếp tục. Choi. Giờ ăn tới rồi, cùng đi ăn đi. Đúng đó, ngày nào chúng tôi cũng đi ăn cùng nhau. Ngày đầu cô đi làm chúng tôi mời cô ăn cơm. Cảm ơn nha, nhưng tôi có hẹn rồi, lần sau hả? Được rồi. Được thôi. Cô Lý, đây là những mẫu mới nhất. Cô có thời gian thì đến phòng trưng bày hàng mẫu xem thử. Ngày mai đi. Mai là ngày nghỉ rồi. Đúng rồi. Vậy tuần sau thì sao, cô giúp tôi hẹn hả? Được, không làm vấn đề. Cảm ơn. Quyết định gì đi. Ok. Anh Lu, sếp lớn ở Thái Lan đang gọi đường dài cho anh đó. Kết nối vào phòng cho tôi. Dạ được. Cảm ơn. Bạn cô vẫn chưa tới sao? Tôi thấy anh ấy sẽ không đến đâu. Anh ghi giúp tôi một phần ăn trưa đi. Dạ. Cảm ơn. Không có gì. Josie à, có chuyện gì? Sân bay bên đó gọi đến nói thùng hàng của công ty đến rồi. Cô có mấy vali trong thùng? Cô muốn chuyển về công ty hay về nhà? Không cần phiền vậy đâu, tôi gọi người nhà qua lấy. Cảm ơn. Được. Cô, xin hỏi cô Josie Lee có đây không? Chính là cô ấy. Là tôi. Đây là quà của cô, mời ký nhận. Được. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Xiêu xinh,